của cháu mình nó đang ngủ đó các bạn, nó to mình nó to rồi nó dậy nó khóc hu hu nè các bạn, không như mời các bạn ăn nha, ghẹ ngon luôn các bạn. Đừng ngừng là có mấy cái đổ.
một chỗ là lỗ tai, hai miệng, ba mũi, bốn. Ủa miệng là lỗ gì không mỏi? Không mỏi chứ. Cái hàm mà nó nuốt cái nuốt như thế nào. Rồi xong mình à. Trời cay quá. Trong trường hợp này á, các bạn hãy ăn trái ớt thì giảm nhiều được. Sợ cây này dễ mà. Nếu như mà các bạn ăn một miếng mà cay quá thì hãy ăn thêm miếng nữa. Quà quá thông minh. Người thông minh nhất 2023. Cứ to lên. Anh hai. Cứ to lên. Anh hai, nãy giờ mình ăn gần hết con gà rồi. Anh hai mình biết mình thiếu cái gì không? À đúng rồi, nãy giờ mình lo ăn không có để ý là mình quên cái gì. Mình quên gì? Là quên cầu nguyện cho con gà này. Biết là con gà này nó là thức ăn của mình, nhưng mà mình phải cầu nguyện cho nó để kiếp sau nó là người và gặp được Phật rồi nó sẽ tu thành Phật. Bây giờ ba đứa mình sẽ cầu nguyện cho con gà nha các bạn. Và các bạn ăn thì các bạn đừng quên là cầu nguyện cho nó nha. Ok, và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một share và nhớ cho mình một cái chuông để nhận được video sớm nhất từ Minh Quân Minh Khoa TV nha. Bye bye. 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 Bye bye.